Những ngày qua, dân mạng truyền tay nhau clip cậu bé hát bài Hello Việt Nam bảng tiếng Anh tặng Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu và các cựu binh Pháp dưới cây phượng đỏ trên đỉnh đồi A1 Điện Biên Phủ. Cậu bé gây ấn tượng với giọng hát cao vút, khuôn mặt khôi ngô và phong thái tự tin, tự hào khi hát tặng Bộ trưởng Quân đội Pháp. Cậu bé đó là Ngô Tường Minh, 12 tuổi, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Ca khúc Hello Việt Nam được Tường Minh hát trong chiều ngày 6 tháng 5 khi Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu và các cựu binh đang trò chuyện trên đỉnh di tích đồi A1. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Tường Minh cho biết việc được gặp Bộ trưởng Quân đội Pháp tại đồi A1 hoàn toàn là tình cờ. Mình nghe mọi người nói có Bộ trưởng Quân đội Pháp đến, vì vậy em muốn hát tặng ông bài hát Hello Việt Nam, mong muốn ông sẽ có những ngày tuyệt vời tại Điện Biên. Sau khi thể hiện ca khúc trên, Tường Minh cho biết em nhận được lời khen của ngài Bộ trưởng. Về lý do chọn bài hát Hello Việt Nam, Minh chia sẻ đây là bài hát khá nổi tiếng ở cả Việt Nam và nước ngoài, với nhiều lời ca ý nghĩa. Vì vậy, cô bé mong bài hát được lan tỏa để thêm nhiều người biết hơn nữa.